Quý vị, thực sự là không không có một cái môn nào mà nó bớt đau đầu cho cái môn này. Thầy nghĩ là đang cao máu, nhưng mà nó vượt qua được hết quý vị, với lại cho thầy uống miếng sữa. Tại vì cái cao máu thầy không dám ăn nhiều, ăn mà không có nước mắm, không có muối, không có ăn được, ăn lạc quá. Thì cái bệnh nó có liên quan, ngày xưa thì mình ăn thải vàng, ăn sáng, ăn trưa, chiều, ăn trưa, ăn đêm, ăn có thể một ngày 4 lần, còn lúc sợ quá ăn còn có 1 lần thì xỉu. Ở trong nhà bây giờ sữa chocolate là rất là nhiều, khi cái bệnh nó tới muốn sống thì theo lời bác sĩ, mà bác sĩ chữa không được thì nhờ trời Phật chữa thôi. Có Chúa có Phật thì không đến nỗi mình chết oan đâu quý vị. Thầy vừa nói chuyện vì thầy uống sữa không thì xỉu. Câu chuyện nó có thiệt là gì đâu quý vị. Khi mà trong cái não mà nó có máu thì những cái vùng mà nó đem máu tới nó đem không có kịp, thì ngày xưa no một cái nhịp tim á, thì có đó tim không bị, nhưng mà cái cao máu nó trào lên cho đến 220 là cuối cùng trong cái đồ đo. Hồi nãy quý vị thấy thì đo gần 200, nhưng mà cũng liều thôi quý vị ạ. Tôi nghĩ là chỉ có trị đau bằng mình chơi nhạc thôi, chứ thực sự chả có ai mà lắm làm chuyện của thầy. Giờ này là bị vợ rầy, bị cha mẹ nó mày nằm yên đó, không có đánh ai thì xuống vậy. Giờ có đánh cũng trước sau cũng chết chết. Ta nói sống vinh hơn chết nhục, nhục nhã nữa. Trời ơi, tử nạn gì gì không cho đánh nhạc cũng kỳ không quý vị. Cũng như là gì, thầy có nhớ không cái câu chuyện vui thôi. Quý vị cũng đừng bận tâm mà nói trời ơi, vừa vừa thê thảm đó, vừa cười đó, rồi khóc đó, không quý vị. Cuộc đời của mình nó gì, nó lẫn lộn những cái gì mà nó thật. Thầy muốn kể sự thật chứ không có bịa chuyện. Cái đợt khi ông đó ông chết mà ông không muốn người ta lại mà người ta khóc lóc, thì ông nói với bà vợ câu chuyện có thiệt trong phần câu chuyện vợ. Hôm nay mình ai hỏi gì, khi mà anh chết á, có 2 con nhỏ nó tới nó vũ sách xi trước cái hòm khoan, mình đừng đuổi nó đi. Mà thiệt không quý vị, ông nói thiệt. Ông trả tiền, ông biết lúc ông chết ông trả tiền cho 2 con nhỏ đó. Bạn bè ông cười, có người có đứa thì chửi, có hàng xóm cộng già này ông điên hay sao mà ông kêu 2 con nhỏ vũ sexy. Có nghĩa là khi mà người ta đang khóc lóc, 2 con nhỏ đang nó vũ sexy chứ không ông. Bạn bè ông cười quá chừng, đã biết trước rồi, biết trước rồi. Biết trước rồi. Trời ơi, người ta đuổi nó đậu điện. Trời ơi, bác đó qua, bác có trả tiền cho tôi. Bà nói đừng có khóc. Thiệt, lúc mà mấy anh bạn nghiệm nó, trời thằng này nó kinh nghiệm dễ sợ. Nó làm điều mà sằng bậy. Thực sự quý vị ơi, ở bên Mỹ tục lệ bên Mỹ kỳ lắm quý vị. Khi người ta chết xong á, thì cả cái nhà đều khuôn viên nhà thờ, người ta nói đừng đừng có buồn, ảnh đã đến Better Place rồi, hoặc là chị đến Better Place rồi. Quý vị nếu mà buồn nữa thì cái người đi người ta không nỡ người ta đi. Thì nghiệm lại câu chuyện của mình, trời ơi bác sĩ cấm mọi thứ mà. Bác sĩ cấm không được gần đàn bà xấu. Ông mày gần đàn bà sốc mày lên máu lắm rồi. Mày biết là bác sĩ chọc chơi. Mày ở nhà nhớ như lần sau mày không được gần đàn bà xấu. Đàn đàn xấu mày chết vì đàn bà xấu là mày tiếp sau mày không được thành người. Nói ủa sao không biết là đạo Phật nó, tao nói giỡn mày thôi. Nhưng mà mày gần bằng bà đẹp thì tao cho. Bác sĩ sao mày ý tôi vậy đó. Có nghĩa là gì, mày gần đàn bà đẹp cái mày vui, mày vui mày hết bệnh. Để uống xong cái sữa. Mà ngồi nghiệm nghiệm lại bây giờ nó rack up lên cái bill nhìn nó lên gần 30 ngàn rồi, là khoảng 600 700 triệu đó quý vị. Nếu mà không có bảo hiểm là làm sao vậy đấy. Thì ở Texas nó có một cái luật, nó gọi là gì, nếu bạn trả không được thì hội thiện nguyện trả. Tại cái tiền medical bill có nghĩa là nó đuổi mình ra khỏi cái nhà thương đó. Nhưng mà giờ thầy mới có đi nửa đường mà quý vị, 30 ngàn mới đi nửa đường, còn vô làm khám lại mà có cái máu trong đầu á,
là nó mổ, thầy kinh mổ cái đó gấp 3 lần nữa, lần 100.000 top up nữa. Mà nó mổ mình nhiều tiền quá, nó lại không mổ. Tại cái chen nó không mổ. Bệnh viện của Mỹ ngày xưa nó cứu người trước, rồi tiền bệnh nó cho xã hội trả, là những cái người giàu mà khi ta muốn khấu trừ thuế đó quý vị. Thì xin lỗi, thầy phải uống miếng sữa để có cái sức mà nói tiếp quý vị. Hồi nãy giờ mình trên 1 tiếng rưỡi rồi. Ôi, mình trên 2 tiếng rưỡi rồi. Là mình cần cái năng lượng nó vô để không nó bị giật. Giật ở đây là gì? Cái dây thần kinh nó giật. Giật ngồi té ghế hoặc đi xuống cầu thang, té cầu thang. Nhưng mà mỗi cái câu niệm Phật, thầy đi thì niệm Phật, thì có ai như đỡ cái bàn chân. Mỗi lần mà thầy mò trong bóng tối thì có ai đỡ giùm cái đầu. Nhiều lúc mà đi trong bóng tối, cái cây sắt mà quay phim nó đụng ở bên cái phía tay trái, cái mặt trầu của thầy tá quả nên nó đụng bên tay trái mà nó đi nhà thương chắc chết quý vị. Thì thường một người thiện, một người ác, bên hai bên trái lúc nào họ cũng canh chừng mình. Quý vị cứ nghiệm đi, trong cuộc đời quý vị, những cái lúc mà tận cùng quý vị thấy người yêu thương nó lộ ra, mà người ác nó tự động cũng lộ ra. Trời Phật cho mình một cái thiên nhãn, mình thấy được người tốt, người xấu ở cuối cuộc đời của mình. Thầy hy vọng là thầy lấy lại được quý vị, mà nhiều ngày nữa, nhiều tháng nữa, chứ không phải là 1 năm rồi thầy ra đi. Thì thầy chỉ nhắn nhủ là khi mình còn người thân, mình ráng cố gắng cho được cái gì hãy cho từ bây giờ. Đừng đợi mà chết rồi gia tài này có chia hoặc là tiền bảo hiểm nó về cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cái người nhận mà khi ta nhận xong mà mình mất rồi cũng đau lòng một nửa, đành rằng là có thêm được một cái điều kiện sống nó tốt hơn. Nhưng mà thà mình để đưa bây giờ còn hơn quý vị. Cái đời này giờ bán rẻ lắm, 5.000 bán rẻ, 1-2.000 cũng có cái người mua. Thì 1-2.000 nó chỉ mua được chiếc xe, xe đạp điện hoặc cái xe tồi tàn cho vợ của mình để cô ta đi tới đi lui. Còn không là bán hết cái dụng cụ trong phòng thâu này cũng được 10.000, 20.000 cho bà trước. Thì bà cũng có được cái xe đàng hoàng để bà đi. Mà mỗi lần bà đi bà nhớ đến mình. Bà nhớ hiểu sao mà ngày xưa nó không có êm ả với ảnh, nhưng mà ảnh cũng còn nghĩ đến trong mình. Và những người mình yêu thương, mình có một cái món quà từ cái tâm hồn. Mình trở về trong cái giấc mộng, mình báo cho người ta là mình cảm ơn người ta rất nhiều rồi, kiếp sau mình trả cũng được. Nếu mà mình tin tưởng có kiếp này kiếp sau thì dù đâu mình cũng không chạy tội được những người mình yêu thương quý vị. Còn cái nghiệp mình phải trả đó, như lúc đầu thầy nói, lúc thầy ngồi bộ trống đó quý vị, có nghĩa là tiền kiếp này, cái kiếp này không có làm ác, nhưng mà dài qua kiếp trước khi mình chưa tu, tụi mình rất là ác. Khi mình thấy mà ai mà giành giật cái người của mình yêu thương như vợ chồng, tụi mình sôi máu, mình đòi lấy dao đâm người ta, mình móc mắt mình, tao đòi bẻ giò mày, tao tả xít mình. Thì cái thời trẻ thôi, chứ giờ khi mà hiểu được tu rồi, tu theo tịnh độ rồi quý vị, lúc nào cũng A Di Đà Phật, ai cứ chửi đậu má, đậu xanh, đậu đỏ gì, thầy không có chửi lại. Bởi vì có nhiều người thấy hỏi thầy ngu, là sao ta chửi mình, ta nói láo về mình, ta thị phi mình. Mình nói, ủa, nếu mình lấy cái mà xấu xa của người ta trở thành cái nghiệp của mình, tại sao mình phải gánh nghiệp cho người ta không quý vị? Thầy an phận rồi, thầy cũng không có cầu an. Cầu an nó nghĩa là gì? Thôi, cho con được cái thân này nó làm. Quý vị, nếu quý vị cầu an rồi những cái người chết oan làm sao quý vị? Đó, thì thôi mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh mà có điều kiện mà được trở lại lành bệnh như mình, thì họ cũng có điều kiện thôi. Chứ nếu mà mình cầu cho một chính mình mà không cầu cho người khác, thì mình cũng mang một cái tâm tham rồi sân si nữa. Ủa, nếu mà cầu mà mình không sống thì mình chết mình thành ma, mình chết thành ma, mình trách là Chúa Phật. Chúa Phật đâu có ác. Cái số mình đi là phải đi, giày dép có số mà chỉ định cho mình chết thì mình chết. Mình chết mà chết vinh chứ đâu có, mình đâu có muốn sống nhập đó quý vị. Đối với thầy, cái những ngày mà cuối cùng là mình biết người nào yêu thương mình và người nào họ tự động, họ ngày xưa họ nói ngọt mình bao nhiêu, giờ họ quản,
họ quản khi mình gần đến cái chết, họ không muốn liên lạc với mình, họ không muốn nói về cái bệnh tình, họ sợ mình đòi hỏi về tiền bạc. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là mình hỏi tiền bạc để mình trả những cái bill. Sao họ kỳ quá vậy quý vị? Có nghĩa là họ sợ là mình nặng nợ, mình phải mượn tiền của họ. Đối với thầy thì không có muốn mượn tiền ai. Ngay cả mà lúc mà con của thầy mà bị đụng bể đầu đó quý vị, thì thầy lúc đó đang làm đài radio, một lần mà quyên tiền gì được đến 50.000 đô, mà thầy từ chối khéo. Thầy nói nếu mà vậy em để cho anh chị quyên tiền cho cháu, mà chôn không nó đã 20 mấy ngàn, rồi tiền để lại cho đám tang cũng 20 mấy ngàn nữa, thì kiếp sau con em nó không có trả nhưng mà em phải nợ, thôi cho em khuất đi. Tại lúc đó thầy cũng thuộc loại là giàu, là chủ phòng trà, chẳng lẽ mình không có 20-30 ngàn để mình lo cho con mình. Nhưng thực sự quý vị ơi, lúc đó thầy cũng cầu nguyện như bây giờ, thì cháu nó chấn thương sọ não, nó còn nặng hơn thầy nữa. Nó bị cái xe van, là cái xe bự hơn cái xe hơi, bởi vì cán bể cái đầu lúc nó đi xe đạp, bể đầu máu me không, còn thầy không thấy máu me. Nó cán bể đầu mặt thằng bầm tím, xe cứu thương tới không được, thì máy bay đi là cái trên 90% chết, 10% sống. Xe cứu thương không nhận, nằm trên vũng máu, mà nó là một em bé 8-9 tuổi, tội lắm quý vị. Thì nghĩ lại cái ngày đó mà mình nghĩ nó, ủa, thầy cũng hỏi Chúa Phật, thầy giờ thầy đạo Chúa, thầy hỏi con làm cái gì mà nghiệp con phải trả mà mất đứa con trai. Nhưng mà lúc đó thầy cũng còn một cái sự trong mình, cũng còn con người chưa thành con súc vật, thầy chưa có chửi Chúa Phật. Nhưng mà vợ thầy lúc đó xúc phạm đến Chúa Phật, chửi hết, chửi giấy 500 không quý vị. Thì một người bạn mới chồng cô ta nói, mày, chồng của mày nó thằng niệm Phật, mà sao mày cứ chửi, mày chửi luôn y tá, mày chửi bác sĩ, mày chửi trời Phật, mày chửi Chúa Thượng Đế hết, rồi ai cứu con mày? Thì thầy mới nói một câu, chị ơi, bây giờ nó điên rồi, con nó chết, thì tự động nó nổi máu điên, nó không cần biết Chúa Phật, em biết Chúa Phật không có làm gì cho dù cái thằng A Linh này nó chết. Thôi nếu mà con em nó chết rồi thì lôi nó ra đi, lôi nó đi cái chỗ khác đi, còn không em là sẽ là người giết nó, tại Chúa Phật không có làm gì. Thì thầy cũng có cái câu ác trong trọng, trời ơi, con mình chết đây mà bà ngồi đó mà bà chửi Chúa, chửi Phật, chửi rồi là ai chị bệnh đâu. Thì mình mới nghĩ trong một cái đau thương ai cũng có một cái ích kỷ. Thì những ngày cuối đời của thầy, thầy cũng phải ích kỷ, nhưng mà ích kỷ có bằng những người bạn thầy mà khi nghe tin người ta lánh xa thầy. Là tại sao? Trời ơi, chúng ông này cũng xui, xui cái gì? Người ta chết là người ta chết, xui cái gì? Cái số người ta phải đi sớm, không có gì gọi là xui hết đó. Người ta đi được, người ta thanh thản, chứ thầy không muốn chết một cách đau đớn. Nên mổ thầy cũng chết, đúng không quý vị? Mà mổ tiền đâu ai trả, tự nhiên tiền đó bảo hiểm không trả, con gái của thầy trả sao? Bà vợ trước, bà vợ sau xả sao? Thầy không muốn những người đó trả. Thành ra cần cái sự yêu thương của mọi người thôi. Thì mỗi người cầu nguyện một tiếng thôi, Chúa Phật giá được thôi quý vị. Giờ ngồi đây mình không có nói gì hết đó. Thường những người trước khi sinh người ta nói sẵn, người ta biết được cái điều sắp người ta đi rồi. Được. Tại thầy nhớ mà ngày cuối cùng của ba thầy, ba thầy chết trước mùa Covid, mà lúc đó bắt đầu Covid 2019, ba thầy chết 2014-2015, lúc bắt đầu có Covid. Thì bệnh viện một đêm cái thầy đang niệm chú Đại Bi với niệm Phật cho ba thầy. Ba thầy hỏi thành ơi, hỏi gì? Ba thấy toàn là ma quỷ không? Thầy mới nói với ba thầy, cái gì? Ba tu cao còn hơn con nữa không? Ba thuộc mấy 100 cái chú, con thuộc cao lắm là 10-20 cái chú mà sao? Tu cao mà ba dướng cái nghiệp gì mà giờ thấy ma quỷ? Thì lúc đó thầy mới hỏi sư cô là mẹ của thầy, nói khi mà một chúng sanh nào mà thấy ma quỷ là mình sắp sửa đọa địa ngục. Cái kỳ vậy? Mẹ ơi, làm sao con cứu ba con được? Được. Thôi chừng ngày cuối đời mà không có người thân, mà thiệt quý vị ơi, giàu sang, giàu một chủ tiệm vàng mà không mua được một lá phổi, có nghĩa là bây giờ ba thầy có thể trả được 1 tỷ cho một cái lá phổi của một người tù.
nhưng mà mình phạm cái tội mình cắt cái phổi của cái người đó để người đó chết, rồi mình lấy 1 tỷ, mình lấy 20 ngàn, 30 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, mình chi cho cái gia đình để cho gia đình mình sống. Còn ở bên Mỹ, nếu quý vị đang ở đó, quý vị đang ở trên cái list 1.000 người phải đợi cái lá tim, lá phổi, con mắt, lá gan, trái thận hay bất cứ một cái gì. Thì trong cái revelation á, thường á, người ta hỏi mình có donate cái organ. À, khi mà thầy chết, những cái bộ phận khác á, mà nó còn tốt như tay, chân, mắt, đồ á, còn thì đó, chỉ có cái não là nó chết thôi quý vị. Mà cái gì mà liên quan về đầu thì nó chết lẹ. Thì bị vì cục tay, thầy cưa cánh tay vẫn sống, cục chân cưa cái chân vẫn sống, nhưng mà cái gì đụng cái não chết là toàn thân nó chết theo. Thì hy vọng là chỉ có Chúa Phật chữa được thôi quý vị. Thầy rất là hạnh phúc những ngày cuối đời thầy thấy tất cả những người thân của mình ngoài gia đình. Người thân là những người mà thầy đã từng yêu và đã từng yêu thầy. Thì họ có một cái cố gắng tột đỉnh. Thầy thấy được cái đó, thầy cũng mừng. Chứ người ta sợ mình mượn tiền người ta. Người ta sợ mình phải nặng nợ để giúp cho mình về tất cả phần kinh tế, phần ăn uống, phần giặt giũ, phần thuốc men. Tội lắm quý vị. Ở bên Mỹ này thiệt á, giờ ngủ mà không có ở đó mà tới thăm mình, thăm bất cứ người nào quý vị. Chính vì mình hiểu được hoàn cảnh thì mình không có trách ai hết. Mình càng thương những cái người mà đến với mình mà họ không có thì giờ, nhưng mà họ vẫn nằm với mình. Nói ráng uống miếng thuốc đi, ráng ăn miếng đi, chút xíu nữa đi bác sĩ rồi. Nói trời, bác sĩ gì đâu bác sĩ. Bác sĩ dến cho mấy cái bill rồi, bác sĩ nói thấy không trả tiền. Bên luật sư thì họ làm chậm quá. Thôi bây giờ bác sĩ ngừng lại, mình cũng phải đợi đến thứ hai. Thì sáng sớm hôm nay thì phải đợi coi có gọi hay không. Thì thầy phải gọi liên tục cả ngày luôn cho đến khi họ pick up. Thì câu đầu tiên mà thầy nghe bên dây kia, did you pay yet? Họ nghĩa là mày trả tiền chưa? Mày không trả tiền tao làm thêm tiếp nữa. Thì lúc đó thầy mới đi apply cái thẻ vàng của cái tiểu bang Texas trong cái Harris County là gì? Nó cover cho những người mà khi lâm hoạn nạn, chứ không phải là những người nghèo. Nghèo là nói chung chung những người lâm hoạn nạn. Quý vị nhớ cái khê của anh Duy Quang không? Này là Duy Thành nha quý vị. Khê anh Duy Quang có nghĩa là anh bỏ nước Mỹ đi biết bao nhiêu năm, anh trở thành triệu phú, tỷ phú ở bên Việt Nam. Nhưng mà cuối đời cái người bạn ở bên Mỹ kéo ảnh về, mà anh sống bằng cái thẻ vàng mà thầy vừa mới nói quý vị, cái Medicaid, Medicare đó. Nhưng mà người ta cũng không giúp được anh, rồi anh cũng chết. Có nghĩa là gì quý vị? Quý vị có triệu phú ở bên Mỹ, là tỷ phú bên Việt Nam, nhưng mà cuối đời quý vị sẽ không trả nổi những cái bill nhà thương. Mà cái cuộc họp mặt cuối cùng ở bên California, theo thầy biết, người ta quyên tiền chẳng cả 50 ngàn, 100 ngàn cũng không đủ để trả tiền nhà thương quý vị. Đó, khi mà bệnh rồi á, bệnh rồi là cái tiền mà thuốc men, tiền ở trong bệnh viện một ngày á, là nó lấy 3.000 mấy, cái giường không. Thì cái bill cuối cùng mà nó gửi về cho thầy, giờ nó gần 30.000, bệnh nhân sơ sơ lên là gần 700 triệu. Mà không phải lỗi của thầy chỉ là cái người không lái. Nhưng mà cái người lái không phải là thầy, nhưng mà thầy đi chung. Cái ở Texas nó là có một cái luật rất là hay. Khi bạn đã lái xe mà bạn cho ai ngồi trên xe, có nghĩa là bạn phải có một cái bảo hiểm. Và bạn chắc chắn mà chở người đó, còn không muốn chở mới đừng chở. Tại vì bạn lỡ có chuyện gì, bạn là cái người phải lo lắng cho cái người đó về cái kinh tế hoặc là những cái bị của ta. Nếu bạn không có mua một cái bảo hiểm nhân thọ, hay là không mua một cái bảo hiểm để bảo vệ tánh mạng hay là xe cộ, thì bạn sẽ bị phạt ở tù. Mình phải cảm ơn mọi người, nhờ cái này mà mình biết ai yêu thương mình và ai không yêu thương mình. Rồi trở lại cái cuộc đời. Cuộc đời mình có đó, mình mất đó. Rồi mình phải làm gì? Khi mình ra đi, mình làm gì cho ai?
Thì đối với người Mỹ, khi mình ra đi thì họ check lại trong nhà băng mình còn bao nhiêu tiền sau khi mình chết, ai ma chay phúng điếu. Thì cái số tiền còn lại họ kiếm cái người vợ cuối cùng, nhưng mà họ không liên lạc được người vợ cuối cùng, thì người vợ trước của người vợ cuối cùng hoặc là người con của thầy, thầy có hai đứa con, thì quý vị các bạn mà biết đó là ai thì không còn yêu. Tại vì có những cái mà mình được giữ kín để người ta không biêu xấu mình, và có những cái mình phải kín đáo trong vấn đề tình cảm. Giờ thầy nói quạch tết được, cho quý vị coi Facebook biết ai ai rồi, đúng không? Ai vào nhiều nhất trong mỗi lần cái livestream của thầy thì chỉ có hai người thôi. Và ai sống trong cuộc đời của thầy này mấy chục năm qua thì cái người đó sẽ nhận cái phần này. Thì trong cái di chúc của thầy mà để lại cho con của thầy có thêm cô của nó nữa. Thì trong có tất cả mà anh chị em của thầy, thầy không phó thác ngoài cái cô của nó. Cô nó như cô Tám á, quý vị biết cô Tám là ai không? Cô Chín. Cô Tám thì giàu quá rồi. Cô Tám bên Việt Nam, thầy nói thẳng là Di Đà Phật, nó là tỷ phú rồi. Nó không khe cho ai hết. Thầy nói thẳng luôn, càng giàu người ta không cần biết mình là ai hết. Tại vì lo gia đình của ta, mình đừng có nói mình trong dòng họ anh em á, mà ai chết hay bệnh chết thì chuyện của mày, còn tài sản thì của tao. Quý vị đừng buồn, cuộc đời này nó đã là vậy. Ngay giờ đến cô ba cũng không biết thầy đang bị nặng như vậy, nhưng mà không sao. Tại sự sự nói là anh em, chứ những người đó kiếp trước là kẻ thù của mình không. Thầy không ngồi đây để nói xấu từng người quý vị. Quý vị hiểu đạo, quý vị không có buồn. Những người á mà dưng nữa, mà nhiều lúc đó là người thân của mình không kiếm được, nhưng mà người thân của mình là kẻ thù, là nợ nần của mình. Họ sống chung như anh em, chứ thực sự khi vị nằm xuống một cái thôi, không thằng nào con nào nó tới mà nó hỏi: ê mày cần tiền không? Nó cho mày tiền vô nhà thương nè, cho mày tiền bồi dưỡng nè, đi ăn uống nè, đi mua thuốc men, không có đâu, đừng mơ. Quý vị mà ngồi như kiểu mà mơ trái sung rụng, có mơ chuyện nha quý vị. Rồi để kết thúc chương trình, thầy xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do thầy sáng tác bằng một Phật phẩm là của nữ ca sĩ Khánh Thùy trình bày. Rồi đây nhạc phẩm đầu tiên, nguyện là đóa hoa sen lỡ có chuyện gì xảy ra thầy cũng trở về cái cánh hoa sen nha quý vị. A Di Đà Phật. Đạo vàng và theo chân Như Lai
đầy cõi tình. Dù đời bằng néo đi, dù trái bao gian nguy, chúng con lòng vẫn một niềm danh A Di Đà. Dù lòng mình thánh thiên, nguyện là đóa hoa sen tô điểm đời an bình, an nhiên trong thiên đình. Ta nhớ về cội nguồn, từ đâu ta mong đến, từ đâu ta sẽ về. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà.
Thưa quý vị, các bạn này kiếm được rồi, nhưng mà cái quality của ngày xưa mình bỏ vô hard drive thì nó hay hơn. Mà thầy bỏ theo CD, bây giờ nó bụi bặm nó lên. Hy vọng là giọng còn phát được. Thay vì mình yêu vợ mình thì 99 đó bằng hồng. Nhưng mà thầy nói mà nếu mà cha mẹ là vị Phật trong nhà thì thầy nghĩ 1000 đó bằng sen. Thì nhờ cái nhạc phẩm này họ mới mướn thầy trong cái Phật này. Như lời vợ trước của thầy nữ ca sĩ Khánh Thùy đó quý vị. Vì nghe thử nhưng mà quality nó còn được. Mà lâu quá rồi nó bụi bặm, sợ nó không read. Câu đầu thầy niệm Phật, thầy niệm hai danh hiệu vị Phật Đức Quán Thế Âm và Đức A Di Phà đã ở bên Tây Phương. Rồi cái đoạn giữa thầy đang đọc cái chú Đại Bi, nhưng mà cái trình diễn thì thường mình chỉ đọc 1/3 của 84 lời theo cái câu như là Nam Mô Hát Ráng Na Ra Dạ Gia Mô Rị Gia Bờ Lô Kiết Đế Thức Bá Ra Gia. Nhưng mà khi put thành một cái trong một cái song đó, trở thành một cái lời ca đó, thì phải đọc hết nó mới có ý nghĩa. Rồi xin mời vị thượng thích nhạc phẩm Mẹ Yêu Như Vạn Đóa Xa, một cái thay đồ của nó là A Di Đà Phật. Ngày xưa nghe mẹ niệm Nam Mô, niệm Nam Mô
trời xanh. Giờ đây con nhìn nào không tình thương của mẹ biển khơi, lòng con luôn ghi nhớ đời. Mẹ tôi thành lễ Phật mười phương, nguyện cầu sinh Bồ Tát Kim Cương, thành tâm trông tìm kinh xa hôn và bình an chung mỗi con người. Chùa con yêu bên chùa bắt luôn.